Leo Ngân Anh đọ sắc với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 tại sân bay. Đến Việt Nam công tác lần 2, Top 10 Miss Universe 2020 Amanda Ockdam tiếp tục gây chú ý khi diện trang phục áo dài. Sáng ngày 25 tháng 4, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Ockdam đã đến Việt Nam và sẵn sàng cho lịch trình làm việc dày đặc. Trong đó có lịch tham dự họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Tiếp tục thể hiện sự tinh tế, nhã nhặn như lần đầu tiên ghé thăm mảnh đất chữ S trong lần thứ hai sang công tác. Vị nhân sứ Chùa Vàng vẫn chọn diện áo dài truyền thống làm trang phục chào sân. Đáng chú ý, chiếc áo dài Amanda Ockdam lựa chọn là một sáng tạo của nhà thiết kế Võ Việt Trung được thêu tay thủ công tỉ mỉ. Mang họa tiết chim muông và hoa hồng tinh tế nhưng không kém phần nổi bật. Ngay khi cô nàng xuất hiện tại sân bay, hàng loạt fan đã vây quanh tạo nên bầu không khí vô cùng hứng khởi. Họ đã có mặt từ rất sớm để được gặp gỡ Top 10 Miss Universe 2020. Nàng hậu cũng nhận được nhiều lời khen của fan sắc đẹp Việt từ vóc dáng mảnh mai đến visual sắc sảo, cuốn hút. Là đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Leo Ngân Anh đại diện ban tổ chức đến sân bay chào đón, tặng hoa cho Amanda Ockdam, thể hiện tinh thần hiếu khách với người đẹp Thái Lan. Ngân Anh diện chiếc đầm trắng tôn vóc dáng kết hợp với lối make-up tự nhiên mà thu hút ánh nhìn. Leo Ngân Anh và Amanda Ockdam đã vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đồng thời có thêm khoảnh khắc chung khung hình ấn tượng khi ai cũng khoe vẻ ngoài rạng rỡ, xinh tươi. Hai nhan sắc Việt, Thái vừa gây chú ý tại sân bay, vừa thân thiện chụp hình chung cùng người hâm mộ. Amanda Ockdam không chỉ ghi điểm nhờ vẻ đẹp lại ấn tượng mà còn tạo thiện cảm trong lòng khán giả khi mê mẩn quốc phục của Việt Nam. Phong cách sân bay của Amanda Ockdam khi sang Việt Nam gắn liền với tà áo dài truyền thống. Hơn thế, cô nàng còn chuẩn bị kỹ càng từ trước bằng cách khéo léo kết hợp phụ kiện để tạo nên tổng thể hài hòa. Theo thông tin tiết lộ, ngoài lịch trình góp mặt trong buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2023 cùng với Leo Ngân Anh, nàng hậu, Thái Lan cũng sẽ có thêm buổi chụp hình đáng mong chờ khi hóa nàng thơ trong bộ sưu tập áo dài mới của nhà thiết kế Võ Việt Trung. Trước đó, nhà thiết kế Võ Việt Trung từng chia sẻ, anh tin tưởng với phong cách và khí chất của Amanda Ockdam sẽ khiến bộ sưu tập áo dài của anh trở nên mới mẻ, hiện đại hơn, đồng thời giúp trang phục mang niềm tự hào của dân tộc đến gần hơn với bạn bè thế giới. Nhà thiết kế Võ Việt Trung cũng là người trực tiếp gửi lời mời cô nàng đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động như chụp ảnh cho bộ sưu tập áo dài, chụp ảnh cùng ban tổ chức và tham dự họp báo Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Ngoài ra, Amanda Ockdam cũng sẽ tham dự buổi tiệc tối thú vị cùng Leo Ngân Anh, nhà thiết kế Võ Việt Trung, nhà sáng lập, chủ tịch Hoa hậu Đại dương Việt Nam và siêu mẫu Lan Khuê, CEO Miss Universe Việt Nam. Hoa hậu Đại dương Việt Nam do nhà thiết kế Võ Việt Trung sáng lập là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt xinh đẹp, trí tuệ, truyền cảm hứng bảo vệ môi trường và đã tổ chức 3 mùa giải thành công. Chính những tiêu chí và tinh thần của cuộc thi cũng khiến nàng hậu Thái Lan hào hứng trở thành gương mặt trong sự kiện họp báo lần này.